Chào tất cả các bạn, đây là con trai mình. Hôm nay nó nghỉ học rồi lắp ráp những cái mô hình tưởng tượng của con trai mình. Đây là cái máy quạt gió nè bà các bạn. Bạn thấy có giống tí xíu nào không? Nhưng mình thấy nó cũng hơi tương tự đấy. Còn đây là cái máy quay nước của mình hồi xưa đó các bạn. Con trai mình nghĩ ra đấy. Còn đây là con trai mình đó, chế tạo một cái chiếc xe gắn máy, mơ ước sau này nó sẽ được chạy xe như tất cả mọi người. Nhưng mình thấy không giống gì cho mấy, nhưng nhìn cũng hơi tương tự nha các bạn ha. Hôm nay hai mẹ con mình quay nhiêu thôi. Tuần sau mình sẽ lắp ráp những cái mô hình khác nữa cho các bạn xem nha. Còn đây là bà con trai mình lắp ráp cọng dây chuyền. Đó, các bạn thấy con dây chuyền con trai mình hết ráp chưa?